Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quán giang nơi Pháp Hội Chứng Minh và Gia Hộ, cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư Thịnh Hết Thầy chư chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề, chư Thiên chư Thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tầm về nơi Pháp Hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo, phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo, tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm pháp sư công đức thứ 19. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trọng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ đường sức khỏe trụ thế xa ba được dài lâu, để hoằng dương giáo pháp Phật phổ độ quần sanh.
và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Ta. Chí ở tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a chư Phật. Chí tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên nghe tôn pháp. Chí tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a hiền a thánh a tăng. Phạm ma vi diệu rực sâu vô thường, trăm ma nghìn muôn ức kiếm khó gặp mây. Con nay thầy nghe
được thọ trì nguyện hiệu nghị chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn, dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, ở trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thường Tịnh Tấn Đại Bồ Tát rằng: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1.200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1.200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1.200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cùng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả bao chỗ sanh ra, thầy đều thấy biến. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh Pháp Hoa này, ông nghe công đức đó, người đó đằng 800 công đức thù thắng nhãn, do dùng đây trang nghiêm mắn kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sẽ thầy cả cõi tam thiên trong ngoài, núi Di Lâu, núi Tu Di Thiên Vị và các núi rừng các biển lớn nước sông, ngồi dưới đến ngôn A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, chúng sanh ở trong đó tất cả đều thấy rõ. Dầu chưa đặng thiên nhãn sức nhục nhãn như thế lại nữa, thường tinh tấn nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, đặng 1.200 nhị công đức dùng tai thanh tịnh đó nghe, không cõi tam thiên đại thiên, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ dòng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn tan, tiếng ngốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng vàm, tiếng vế vàm, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng vàm vô, tiếng đánh nhân, tiếng đàn ngựa, tiếng chẳng đàn ngựa,
tiếng trời, tiếng rồng, tiếng già doa, tiếng càng thang bà, tiếng a tu la, tiếng ca lầu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la, già tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súng sinh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thánh văn, tiếng bích chi phần, tiếng bồ tát, tiếng phần nói tóm đó trong cõi tâm tiếng đại thiên, tiếng cả trong ngoài có càng thứ tiếng dầu chưa đăng thiên nhị dùng tại tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh thầy đều nghe biết phân biệt càng thứ tiếng tâm như thế mà chẳng hư nhị căn. Lúc đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng tai cha mẹ sinh ra trong sạch không đục, nhớ dùng tai thường này nghe cả tiếng gói tam thiên, tiếng voi ngựa châu xe, tiếng trung lính loa cổ, tiếng cầm sáng không ngầu, tiếng ống tiêu ông đình, tiếng cái thanh tình nghe đó mà chẳng âm, tiếng vô số giống người nghe đều hiểu rõ đằng lời, nghe tiếng cán trời, tiếng ca rương nhiệm màu, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử đồng nữ trong núi sông ngang hiếm, tiếng ca lăng tần già cống mang, các chim thấy đều nghe tiếng của nó, địa ngục các đau đơn càng tứ tiếng đồng cổ ngạ quỷ đôi càng bưng tiếng tìm cầu uống ăn càng ngạ tố la, ở nơi bên biển lớn lung cùng nhau nói năng vang ra tiếng tâm lớn như thế, người nói và mang trụ ở trong đây xa nghe càng tiếng đó mà chẳng hư nhị căng. Trong cõi nước mười phương cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó, trên các trời phàm tiên quang âm cùng biên tình nhân. Nhưng đến trời hữu đàn tiếng tâm của kia nói pháp sư ở nơi đây, thầy đều đang nghe đó, tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoàng đồng tụng kinh điển hoặc vì người khác nói. Pháp sư ở nơi đây thầy đều đang nghe đó, lại có các bồ tát đồng tụng nơi kinh pháp hoặc vì người khác nói, soạn tầm giải nghĩa kinh các tiếng tâm như thế, thầy đều đang nghe đó. Các vâng đứng đại thánh giáo hóa hàng chúng sanh ở trong các đại hội diện nói pháp nhiệm mâu, người trì pháp hoa này thấy đều đang nghe đó, coi tam thiên đại thiên các tiếng tâm trong ngoài dưới đến ngục a tỳ trên đến trời hữu đành đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn, vì tai kia sáng lẻ đều hay phân biệt biết, người chỉ kinh pháp hoa dầu chưa đặng thiên nhĩ chỉ dùng tái sanh ra công đức đã như thế. Lại nửa thường tình thần nếu có thiện nam từ thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoàng đồng hoàng tùng hoàng dài nói hoàng biên chém tròn nên tạm trăm tỷ công đức dùng tỷ căn thanh tình đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên. Trên dưới trong ngoài căn thứ mùi mùi bông tu mạn na, mùi bông xà đề, mùi bông mạt lợi, mùi bông chiếm bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đó, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đang, mùi trầm thuê, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến trăm nghìn thứ hoa lốn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hướng xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê châu vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ và mùi có cây luộm rừng. Hoàng gần hoàng xa bao nhiêu thứ mùi có ra đây đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm, người trì kinh này dầu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lời chứng đa la, mùi cây câu bè
Bề Đà La cùng Bụi Bông Mạn Đà La Bông Đại Mạn Đà Na Bông Mạn Thù Sa Bông Đại Mạn Thù Sa Mùi Gỗ Chiên Đàn Trầm Thủy Cang Thứ Hương Bột Mùi Cang Hoa Đẹp Cang Thứ Hương Trời Như Thế Hòa Hiểm Toàn Ra Mùi Thơm Đều Nghe Biên Lại Nghe Mùi Nơi Thân Của Cang Vì Trời Mùi Của Thịnh Đề Hoàng Nhân Lung Ở Trên Thắng Điện Năm Món Dục Vui Chơi Hoàng Mùi Lung Ở Trên Diệu Pháp Đường Vì Cang Vì Trời Đạo Lời Nói Pháp Hoàng Mùi Lung Vào Trời Trong Vườn Cùng Mùi Nơi Thân Của Cang Vì Trời Nam Nữ Khác Thầy Đều Xa Nghe Biết Xoay Vần Như Thế Nhẫn Đến Trời Pháp Thế Trên Đến Mùi Nơi Thân Cang Vì Trời Hữu Đánh Cũng Đều Nghe Biết Và Nghe Mùi Hương Của Cang Vì Trời Đông Và Mùi Thánh Văn Mùi Bến Chi Phật Mùi Bồ Tát Mùi Nơi Thân Cang Đinh Vân Cũng Đều Xa Nghe Biết Chỗ Ở Của Đó Dầu Nghe Biết Hương Ấy Nhưng Nơi Tỳ Căn Không Hư Không Sai Nếu Muốn Phân Biệt Vì Người Khác Nói Ghi Nhớ Không Lầm Lung Đó Đức Thế Tôn Muốn Tuyên Lại Nghĩa Trên Mà Nói Kể Rằng Người Đó Mũi Thanh Tình Ở Trong Thế Giới Này Hoàng Bẩn Thơm Hoặc Hôi Các Thứ Đều Nghe Biết Tu Mãng Na Xa Đề Đa Ma La Chiên Đang Trầm Thủy Và Mùi Quê Mùi Các Thứ Bông Trai Và Biên Mùi Chúng Sanh Mùi Nam Tử Nữ Nhớ Người Nói Pháp Mở Ra Nghe Mùi Biên Chỗ Nào Đại Thế Chuyện Luân Vương Hiểu Chuyện Luân Và Con Bày Tôi Cáng Cung Nhân Nghe Mùi Biên Chỗ Nào Chân Bửu Đeo Nơi Thân Cùng Tạng Báu Trong Đấng Bửu Nữ Của Luân Vương Nghe Hương Biết Chỗ Nào Mọi Người Đồ Nghiêm Tân Y Vùng Và Chuối Ngồng Càng Thư Hương Xóa Thân Nghe Mùi Biên Thân Kia Càng Rời Hoàng Đi Ngồi Vào Chơi Và Thân Biến Người Trì Pháp Hoa Này Nghe Mùi Đều Biên Đằng Càng Cây Bông Trái Hột Và Mùi Thơm Dầu Tô Mười Chỉ Kinh Ở Đây Đều Biến Ở Chỗ Nào Các Núi Chỗ Sâu Hiểm Cây Chiên Đàn Nở Hoa Chúng Sanh Ở Trong Đó Nghe Mùi Đều Biết Đặng Núi Thiết Vi Biển Đơn Các Chúng Sanh Trong Đất Người Chỉ Kinh Nghe Mùi Đều Biết Đó Ở Đâu Trai Gọi Ở Tô La Và Quyền Thuộc Của Chúng Lũng Đánh Cài Vào Chơi Nghe Hương Đều Biến Đằng Đồng Trong Cho Hiểm Trở Sư Tứ Voi Hùm Soi Bò Rừng Trâu Nương Thấy Nghe Hương Biến Chỗ Ở Nếu Có Người Ngán Chừa Chưa Rõ Trai Hay Gái Không Căn Và Phi Nhân Nghe Mùi Đều Biết Đặng Do Vì Sức Nghe Mùi Biết Người Mới Ngán Chừa Thành Tựu Hay Chẳng Thành An Vui Để Con Phương Do Vì Sức Nghe Mùi Biết Tâm Niệm Trái Gái Lòng Nhiễm Dục Ngũ Hận Cũng Biết Người Tu Hành Càng Phùng Tàng Trong Đứng Vàng Bàng Càng Trưng Bưu Đồ Đồng Chỗ Đừng Chưa Nghe Mùi Đều Biến Đường Càng Thứ Chuối Ngọc Bầu Không Ai Biết Gia Mày Nghe Mùi Biết Mắc Rè Chỗ Sản Xuất Ở Đâu Càng Thứ Hoa Trên Trời Mạn Đà Mạn Thù Xa Cây Ba Lợi Chất Đa Nghe Mùi Đều Biến Được Các Cung Điển Trên Trời Thượng Trung Hà Sai Khác Cáng Hoa Báu Trang Nghiêm Nghe Hương Đều Biến Được Thăng Điện Vương Rừng Trời Các Nhà Diệu Pháp Đường Ở Trong Đó Vui Chơi Nghe Mùi Đều Biến Đường Càng Trời Hoàng Nghe Pháp Hoàng Lung Hương Ngũ Dùng Lại Qua Đi Ngồi Nằm Nghe Mùi Đều Biến Đường Thiên Nữ Mặn Y Vùng Hoa Hương Đồ Trang Nghiêm Lung Quanh Khâm Vào Trời Nghe Mùi Đều Biết Được Lần Lửa Lên Như Thế Nhân Đến Trời Phạm Thế Nhầm Tiền Cùng Xuân Thiền Nghe Mùi Đều Biến Đường Trời Quang Âm Biến Tình Nhân Đến Nơi Hữu Đánh Mới Sinh Và Nuôi Chết Nghe Hương Đều Biến
được các ngàn tỳ kheo chúng nơi pháp thượng tịnh tấn hoàng ngồi hoàng kinh anh và đồng tùng kinh điên hoàng ở dưới rừng cây chuyên rồng ma ngồi thiền người trì kinh nghe mùi đều biết ở tại đâu bồ tát chí bền chăng ngồi thiền hoặc đồng tùng hoặc vì người nói pháp nghe mùi đều biết được nơi nơi chỗ thế tôn được mọi người cùng kính thương chúng mà nói pháp nghe mùi đều biết được chúng sinh ở trường Phật nghe kinh đều vui mừng đúng pháp mà tu hành nghe mùi đều biết đằng dầu chứ đằng vô lâu pháp sanh tỷ bồ tát mà người trì kinh đấy trương đằng tương mùi này lại nữa thường tinh từng nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chém đặng 1200 thiệt công đức nhưng mong hoàng tổ hoàng do hoàng ngon hoàng giờ và các vương đặng cha ngờ trên lưỡi của người đó đều biến thành vì ngon như vì cam lộ trên trời không món nào là chẳng ngon nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp có chỗ diễn nói ra tiếng sâu màu có thể vào tâm chúng lều làm cho vui mừng sướng thích lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phạm nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ để thấy đều đến nghe và càng ngang lòng nữ gia xoa gia xoa nữ càng tháng bà càng tháng bà nữ a tô la a tô la nữ ca lô la ca lô la nữ khẩn na la khẩn na la nữ ma hồ la già ma hồ la già nữ vì để nghe pháp ma đều đến gần gũi cung kinh cúng dường và tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di cuống vương vương tứ quần thần khuyên thường tiểu chuyển luân vương đại chuyển luân vương bảy báu nghìn người con cùng quyến thuộc trong ngoài ngồi cùng điện đồng đến nghe vì Bồ Tát này khéo nói pháp nên hàng Bà La Môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hộ cùng dường lại càng thánh văn bính chi phần Bồ Tát càng đứng phần thường ưa thấy người đó ở chỗ nào càng đứng phần đều xoay về phía đó nói pháp người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu khi đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó lưỡi thanh tịnh tròn không thọ vì do người đó ăn uống chi đều biến thành cam lô dùng tiền ấy thâm tình ở trong chúng nói pháp đem càng nhân duyên dù dần dặn lòng chúng sanh người nghe đều vui mừng bày đồ cúng dường tốn các trời rồng già xoa cùng a tu la thấy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng màu khâm cùng cõi tam thiên tùy ý liền được đến đại tiểu chuyên luân vương và nghìn con quyền thuộc chấm tay lòng cung kính thương đến nghe thọ pháp các trời rồng già xoa la sang thì xa già cùng dùng lòng vui mừng thường ưa đến cung dường pháp thiên vương ma vương tự tại đại tự tại càng dùng trời như thế thương đến chỗ người đó càng vâng cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp thương nhớ giữ gìn cho hoặc lũng vì hiện tân lại nữa thường tinh tân nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoàng đọc hoặc tùng ngoãn giải nói hoặc biên chép đằng 800 tấn công đức đằng thân thành tinh như lưu ly sanh chúng sanh ưa thấy vì thân đó trong sanh nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên lũng sanh lũng
trên đến dưới tôn dấu danh chỗ lành chỗ dự vân vân đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiên Vi, núi Đại Thiên Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh cảnh vân cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoàng là thành văn duyên giang Bồ Tát cùng chư vân nói pháp đều hiện sẵn tượng ở trong thân. Bây giờ đừng Thế Tôn buồn tiên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu người trì pháp hoa thân thể rực thanh tịnh như lưu ni sành kia, chúng sanh đều ưa thấy, lại như gương sáng sành đều thấy các sắc tượng Bồ Tát nơi tình thân. Thấy cả vật trong đời chỉ riêng mình thấy rõ, người càng không thấy được. Trong cõi nước tam thiên tất cả các chúng sanh trời, người A Tu La địa ngục quỷ chúng sanh các sanh tượng như thế đều hiện rõ trong thân. Cùng điện của các trời nhân đến trời hữu đành núi Thiên Vi Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nước lớn này đều hiện ở trong thân. Các vân cùng thanh văn vân từ Bồ Tát thầy hoặc riêng hoàng tại chúng nói pháp thầy đều hiện dầu chưa đắng diệu thân pháp tánh sạch căng lâu dùng thân thanh tịnh thường tân cả hiện trong đó. Lại nữa thường tinh tân sau khi đức Như Lai diệt đồ đều có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này. Hoàng đồng hoàng tung hoàng giải nói hoàng biến chém thời đằng một nghìn hai trăm y công đức dùng nghĩ căn thanh tinh đó nhận đến nghe một kề một câu ruộng thâu vô lượng vô biên nhiều nghĩa đó rồi có thể riêng nói một câu một kể đến một tháng bốn tháng nhân đến một năm càng pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều cùng thần tướng chẳng trái nhau. Nếu nói kinh dân trong đời lời lẽ trì thế nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuần chánh pháp sau đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên long nghị tương lòng đồng tác lòng nghĩ luân thay đều biến đó. Đầu chưa đặng trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ tinh lường nói năng những chi thời đều là phần pháp cả không có gì là chẳng. Chân thần cũng là lời trong kinh của các phần thuở trước nói. Bây giờ đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, ý người đó thanh tịnh sáng lanh không đục nhờ dùng nghĩ căn toàn đó biết pháp thường trung hạ nhân đến nghe một kệ thông đạt vô lượng nghĩa thư để nói đúng pháp. Tháng bốn tháng đến năm trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sanh bằng trời rồng và người giả xa quý thần thấy kia ở trong sau đường nghĩ tưởng bao nhiêu điều phương báu trì pháp hoa đồng thời thấy đều biết vô số Phật mười phương trăm phước tướng trang nghiêm. Vì chúng sanh nói pháp đều nghe ấy tỏ trì suy gầm vô lượng nghĩa nói pháp cũng vô lượng sáu trước chẳng quên luôn bởi tỏ trì pháp hoa tròn biến các pháp tướng theo nghĩa rõ thứ đề xuống danh từ ngữ ngôn như chỗ biến diễn nói người đó có nói ra là pháp của phần trước vì duyên nói pháp này ở trong chúng không sợ người chỉ kinh pháp hoa y căn tình như thế dầu chưa đặng vô lâu trước có tưởng dương ấy người đó trì kinh này ăn trụ bậc hiếu được tất cả chúng sanh vui mừng mà mến kính này dùng nghìn muôn ân lời lẽ rừng ấy kéo vân biệt mà nói pháp bởi trì kinh pháp hoa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh phục nguyện. Tam bảo chứng minh nói thân ngộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tự Thiện Vương Chuông Thiện Long Bằng Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Minh Gia Hồ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tục, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chân pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu, đời đời các kiếp vì lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời Đức Phật dạy, tin sâu những quả phạn tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh nề pháp. Nguyện cho những dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bền căn thuyền giảm gia quyền an khang, lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng. Nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trừng vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài côn, chứ vì ứng linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các ứng linh oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa, các ứng linh có những duyên tại địa cuộc này, các ứng linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh, khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ, tình sau tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dân trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an nghe lành. Nguyện cho tất cả tăng đi Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng càng nàng nước cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương, ác độc quỷ vương, đáng quỷ vương,
huyết lệ sau quỷ vương cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quý này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp tứ bỏ việc ác hộ trì việc thiện phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành bồ đề truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh cầu vô thượng bồ đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp chồng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe ô phước ban gấp tất cả đức độ quần sanh Phật pháp thịnh hưng tam đồ dân nghe sạch na nam ma mô Phật Bồn Nghệ Sư Thịnh Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan trải mười phương khắp tất cả hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý y Phật nghe nguyện cho chúng sẽ hiểu thấu đạo lớn nghe phát tâm vô thường. Từ quý ai pháp mê nguyện cho chúng sẽ tạng trí tuệ như biển. Từ quý ái tăng nghe nguyện cho chúng sẽ nê quảng lý đại chúng